với các bạn một cái cách mà mình rán cá nó rất là thơm các bạn ạ. Đó là khi bạn rán cá thì các bạn hãy cho thêm một vài cái lát gừng vào nữa, rán cùng với cá thì cá của chúng ta rất là thơm. Xin chào các bạn đến với kênh YouTube Bố Cùng Mâm. Video này mình sẽ chia sẻ đến các bạn cái quá trình nấu bữa cơm tối của gia đình nhà mình hôm nay nhá. Hôm nay thì nhà mình sẽ ăn chủ yếu là cá thôi. Đó là sẽ có món cá chấm nấu với lại dưa. Và món cá này là cá hình như vợ mình đi chợ bảo là cá vầu ấy các bạn ạ. Mình sẽ cá vầu thì sẽ rán lên thôi. Đấy. Cá thì mình đã chế biến sạch sẽ rồi. Giờ mình chỉ đi mình nấu thôi. Mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái cách mà mình rán cá nó rất là thơm các bạn ạ. Đó là khi bạn rán cá thì các bạn hãy cho thêm một vài cái lát gừng vào nữa. Rán cùng với cá thì cá của chúng ta nó rất là thơm. Và một trong những cái lưu ý mà khi mà chúng ta cá om dưa thì thường mọi người sẽ cái cá này này thì mọi người sẽ có người thích rán lên, có người thích nướng qua, có người thì chỉ để nguyên như vậy thôi để cho vào nồi dưa chua luôn. Nhà mình thì mình sẽ có một cái cách nữa, đó là mình sẽ trần qua nước sôi cá chấm này, mình sẽ trần qua nước sôi. Bây giờ thì mình sẽ đi trần qua nước sôi các bạn nhá. Cá này thì mình đã rửa sạch bằng muối rồi, bạn mình sơ chế rất là sạch bằng muối rồi. Tuy nhiên để cho nó hết cái nhớt của cá và nó đỡ tanh đi thì mình cũng trần qua nước sôi trước khi mình nấu. Trước tiên thì mình sẽ chế biến cái món cá rán trước các bạn ạ. Thì cá rán này hôm nay là mình cũng lại dùng một cái loại mỡ đặc biệt nữa các bạn, đó chính là mỡ của cái con cá. Mỡ này cá chấm đúng không ạ? Đây mỡ không? Cái này là cái miếng mỡ của con cá chấm các bạn ạ. Mình sẽ dùng chính mỡ cá chấm để mình rán nữa nha các bạn nha. Cái miếng mỡ cá vừa rồi mình đã rán nó để nó tiết cho mỡ hết mỡ rồi các bạn này. Mình sẽ lọc qua một chút đi để lọc hết cái vụn đi, thì trong quá trình rán cá của mình nó không bị cái vụn này nó cháy. Một miếng mỡ cá bé bé thế thì mà nhiều mỡ hết các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi rán cá nha. Rán cá thì như mình vừa nói thì mình sẽ cho một vài cái lát gừng vào để cho nó thơm các bạn ạ. Đấy. Rất là thơm, các bạn cứ thử xem. Rán cá với lại một vài cái lát gừng nó thơm lắm. Đây là con cá vầu các bạn ạ. Cái chảo của mình là chảo của mình hơi bé, có lẽ mình sẽ phải rán làm 2 lần. Rán. Sau lúc chờ cá rán thì mình sẽ nấu món canh dưa chua cá chấm. Cái mỡ để dùng để khi thơm hành mỡ hoặc khi mà nấu canh dưa chua thì mình cũng dùng cái mỡ cá này các bạn nhé. Đây là số hành để dùng để mình phi thơm các bạn này. Như các bạn thường xem video của mình thì hành ít khi mình thái lắm. Mình thường để nguyên cục như này, mình cho nhiều một chút để nó đỡ bị vụn hành các bạn. Thái ra thì nó sẽ thơm hơn đấy, nhưng mà nhà mình thì bạn bé bạn lại không ăn hành, nó lẫn vào nhiều khi bạn lại cứ bỏ ra nó lại mất công, nên mình để to là nhặt nó rất là dễ. Cá chấm nấu với dưa hôm nay thì nhà mình sẽ ăn theo kiểu ăn lẩu các bạn nhá, và mình sẽ nhúng với rau sống. Đấy, các bạn cứ thử ăn xem, như vậy rất là ngon. Nhà mình thì gần như món nào cũng có thể thành lẩu được. Lẩu của mình hôm nay nó không chua lắm các bạn ạ. Cho nên là mình sẽ nấu luôn mà mình không rửa. Xào dưa lên cho nó thơm. Mình gia vị mình cho là bột canh các bạn ơi. Cho thêm một tí nước mắm vào nữa để cho nó thơm. Đấy, cái nước sôi phải đun cho bố chưa? Bây giờ mình sẽ cho cá vào mình ngon. Nhà mình nấu hôm nay hơi nhiều cá vì là phải chuẩn bị cho bữa trưa ngày mai nữa. Để mang cơm đi ăn. Vợ mình mang cơm đi ăn ở công ty cho nên là sau khi mà mình đã xào qua dưa với lại cá cho nó thêm mắm muối vào cho nó đậm vị rồi thì mình sẽ cho nước vào mình nấu các bạn nha, mình om nha. Rồi, để đây om. Khúc cá này hơi to. Cái canh dưa cá này các bạn có thể mua thêm một củ su hào nữa, các bạn thái chỉ cho vào đây nữa thì ăn tuyệt vời. Sau một quá trình chế biến rất là đơn giản thì nhà mình đã bắt đầu ăn cơm rồi các bạn ạ. Đây là món ăn của mình hôm nay này.
cá vầu rán này, đây là cá chấm om dưa này, đây là nồi cá chấm om dưa của chua của gia đình nhà mình, ăn kèm với lại rau sống và rau răm rất là thơm ngon các bạn ạ. Mình ăn theo kiểu đúng lẩu. Hôm nay là ngày mùa đông, trời rất là se se lạnh, các bạn ăn rất là ngon. Mời các bạn cơm tối cùng gia đình nhà mình nhá. Mình sẽ review qua cho bạn các cái món ăn mà mình chế biến xem nó như sao nhá. Cá vầu này thì thỉnh thoảng chợ mới có các bạn. Một con cá như này là trị giá khoảng 30.000. Nó cũng có nhiều xương răm đấy. Đây là miếng xương răm của nó các bạn. Chúng ta ăn thì chúng ta phải nhằm. Chấm với lại mắm gừng xem nào. Thịt cá tươi các bạn ạ. Cái cá này lúc mẹ mua có sống không? Cá này như kiểu cá sông đúng không? Thử nếm qua một chút nước dưa chua các bạn nhé, xem có ngon không nhá. Nước dưa chua mình gia giảm gia vị cũng rất là vừa, ăn giống cùng với rau sống rất là tuyệt vời các bạn ạ. Thử một miếng xem nào, xong rồi tập trung vào ăn uống. Đây rau sống mà các bạn cứ nhúng lẩu ăn cũng rất là ngon. Ngon lắm bạn, nó nóng nó đượm vị ngon, chua chua thơm thơm, nhâm nhi một chút rượu mơ nữa còn là tiêu cơm đổ con. Thôi nội dung của video mình xin kết thúc ở đây. Các bạn xem kênh mà thấy cái chia sẻ của mình vui vẻ hữu ích, đăng ký kênh của mình nha, để mình tập trung vào ăn uống. Mời các bạn cơm tối cùng gia đình nhà mình.